Vâng, chào chị và các bạn nhé. Thì ngày hôm nay phải nói là trên cửa hàng của em Trung thì cũng còn khá là nhiều sự lựa chọn cho quý anh chị, từ 5 chỗ, 7 chỗ và gọi là kính thưa các thể loại cho quý anh chị. Nhưng đặc biệt thêm nữa là phải nói là thị trường ô tô bây giờ quá rẻ quý anh chị. Thế ngày hôm nay thì anh chị quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em Trung đó quý anh chị. Thì từ 5 chỗ, 7 chỗ thì cũng còn khá là nhiều nhé. Em phải bày bày tại sao mà cảm ơn em Trung, cũng cảm ơn quý anh chị rất là nhiều. Thì những lớp xe này thì cũng vừa có những xe thì cũng vừa về đó, thì em Trung cũng sẽ quay chi tiết và tổng thể cho quý anh chị luôn, chứ ngày hôm nay thì tránh làm mất thời gian của quý anh chị đó, thì em Trung sẽ quay một loạt luôn quý anh chị nha. Phải nói là tràn ngập những mẫu xe gầm cao, nhưng đặc biệt thêm nữa thì phải nói là giá siêu rẻ và cực rẻ cho quý anh chị. Từ đây thì anh chị đã thấy đằng bên đây thì một mẫu xe Kizon quý anh chị. Em nói nhập khẩu 2007 và xe này phải nói là riêng xe này thì anh chị cũng cần suy nghĩ này. Nó thuộc cái diện là full option và giá phải nói là cực kỳ yêu thương cho quý anh chị. Đây quý anh chị này, phải nói là anh chị đã thấy nội thất tất cả một cái, thì anh chị đã thấy toàn bộ hệ thống điện đây nhá. Đây quý anh chị, hai cầu này, tất cả một cái này, xây ghế, sửa ghế đầy đủ cho quý anh chị. Đặc biệt thêm nữa là có cửa sổ trời luôn. Riêng xe này thì phải nói là tất cả mọi chức năng đang đều hoạt động cho quý anh chị, và giá phải nói là cực kỳ là yêu thương luôn. Một mẫu xe gầm cao 7 chỗ ngồi, số tự động 2 cầu, máy dầu. Giá bán cho quý chị chỉ với 260 triệu. Và đây thì đằng bên đây thì em Trung đang còn một mẫu xe Toyota Fortuner. Em này thì gầm cao quý chị nha. Được cái là máy dầu, số sàn, nhưng giá phải nói là rất yêu cho quý chị, chỉ với 410 triệu nha. Và đây đằng bên đây thì anh chị nào quan tâm cái mẫu xe Ford Escape này. Em nói là hai cầu, máy 2.0, nói chung được cái là máy nhỏ, gầm cao, rất là tiết kiệm quý anh chị. Đây phải nói là em nói được trang bị màn hình Android này, anh chị nhìn từng bộ nỉ này, rất mới luôn. Xe này thì bán cho quý anh chị với giá chỉ với 170 triệu nha. Để anh chị quan tâm mẫu xe nào ngày hôm nay thì alo chân Trung vào đây nữa, cho anh chị đã thấy nhá. Anh Trung đang còn một mẫu xe Barado Toyota Land Cruiser Barado quý anh chị, và giá rất yêu thương quý anh chị. Vô tiếp tục quý anh chị vô trong cái phần nội thất của em, nó rất là sang trọng. Trần này, nỉ này, cửa sổ trời này, thì cái xe này em Trung bán nó hơi cao, tại vì nó hàng độc hàng hiếm, thì cái xe này em Trung mua nó cũng hơi cao quý anh chị. Tâm ra là anh chị nào quan tâm và đam mê em nó thì alo cho em Trung. Một mẫu xe Toyota Land Cruiser Barado bán cho quý anh chị với giá chỉ với 700 quý anh chị nha. Nên là anh chị nào mà quan tâm và sở thích và đam mê em nó thì alo cho em Trung. Thì anh chị đã thấy trên cửa hàng thì cũng còn khá là nhiều. Đây và nữa là một em Captiva quý anh chị, máy dầu, số tự động. Nhưng cái hàng này nó đặc biệt cái là nó hàng nhập quý anh chị nha, nhập khẩu. Đây thì anh chị đã thấy vỏ lốp cũng khá là đẹp, và đăng kiểm em nó thì cũng vừa mới đăng kiểm luôn. Em này nó hàng nhập nó khác nhau cái gì quý anh chị? Đây quý anh chị. Nhưng mà phải nói là nhiều người chưa biết tên em nó là cái gì luôn quý anh chị. Phải nói là một mẫu xe nhập khẩu, số tự động, máy dầu. Nhưng quý anh chị nha, thì xe này tại sao mà hàng nhập khẩu nó khác nhau cái điểm gì quý anh chị? Cửa sổ trời này, đó, trần của em nó quý anh chị rất đẹp và rất mới. Bộ ghế của em nó đang còn cái bộ ghế da zin quý anh chị nha. Đây tapi rất mới luôn quý anh chị. Và giá thì em này thì phải nói là cực kỳ là dễ thương luôn quý chị nha. Chỉ với 299 triệu là anh chị đã sở hữu được một mẫu xe 7 chỗ ngồi, số tự động, máy dầu quý anh chị. Thì anh chị đã thấy em này nó là Dago Wintom đàn anh của Captiva đó. Và giá phải nói là siêu rẻ và cực rẻ. Thì bản thân em nó là ngày xưa quý anh chị nhập khẩu Hàn Quốc, nhưng mà cái thương hiệu Hàn Quốc thì cái mẫu này Mỹ rồi. Đó cũng gọi là cái thương hiệu của quý anh chị. Số tự động, máy dầu, hai cầu, tất cả cái rất ok quý anh chị nha. Ghế chỉnh điện này, anh chị nhìn từ những tem mạc rất mới. Đằng trong em nó đang còn cái bộ ghế da zin nhưng quý anh chị nha. Phải nói là anh chị mà quan tâm cái mẫu xe này thì alo cho em Trung, và giá 299 triệu nha quý anh chị nha. Và đây thì anh chị đã thấy đang còn một cái mẫu Mitsu. Xe này thì phải nói là anh chị nào có mảnh vườn, mảnh dãy hoặc là muốn đi off-road đó quý anh chị nha, phải nói là rất yêu luôn. Và giá bán của chị xe này nó cũng, tại vì nó hàng cọp của chị, hàng độc hàng hiếm, đâm ra là hai cầu của chị nha. Phải nói là anh chị nhìn từng cái táp bi rất mới, trần của em nó này, ly đông của quý chị nha. Phải nói là rất yêu cho quý chị. Anh chị nhìn từng cái tem mạc nó đẹp hay không, nhưng mà phải nói là những cái dòng xe này phải nói là nó hàng độc hàng hiếm, nhưng mà giá nó hơi tê một chút xíu của chị.
sơn zin còn khá nhiều, máy móc thứ 7 mỏ. Nên quý anh chị chúng ta phải suy nghĩ luôn. Anh chị nhìn từ những tapi này, từ những tem mạc này, rất mới. Giá bán của anh chị chỉ với 170 triệu nha quý anh chị nhé. Phải nói là thì anh chị quan tâm mẫu xe nào ngày hôm nay thì alo Trần Trung, và đặc biệt đây thì anh chị đã thấy em Trung đang còn một cái mẫu xe Hyundai i10 quý anh chị. Em nó trang bị màn hình Android này, vô lăng củ số rất đẹp quý anh chị. Đây củ số này. Đó. Một mẫu xe đời cao quý anh chị, nhưng xe này thì anh chị về chẳng hạn như là đi chạy dịch vụ hoặc là đi chạy gia đình rất là ok luôn. Xe này bản thân của em nó là có đăng ký kinh doanh nha quý anh chị nha, nên là thật sự là có sao thì em Trung cũng để y chang như vậy luôn. Đó, biển số vàng là biển số kinh doanh nha quý anh chị. Và đặc biệt xe này canh chai này anh chạy cũng rất là ít luôn quý anh chị nha, chạy rất là ít quý anh chị. Anh chị nhìn được những cái vô lăng này. Tiếp tục quý anh chị vô cái phần ô tô của em nó này, đúng chuẩn quý anh chị nha, 56 ngàn quý anh chị. Phải nói là rất đẹp, thì được cái gia chủ xài xe rất được kỹ. Anh trai anh sợ chảy á, đâm ra là anh phải dán carbon hết luôn. Tất cả cái phải nói rất đẹp luôn quý anh chị. Và đặc biệt thêm nữa là như một cái xe mới luôn, và giá bán quý anh chị chỉ có 280 triệu. Và đằng đây nữa thì anh chị đã thấy rằng bên đây thì em Trung đang còn một mẫu xe Commando dầm cao, mà giá phải nói là rất yêu luôn quý anh chị, chỉ với 200 triệu quý anh chị. Cái xe này thì anh dành cho anh chị nào mà đam mê và thích chơi á, thì tại vì em nó là hết đời quý anh chị. So với anh chị thử nghĩ coi, anh chị bỏ ra 200 triệu nhưng em nó còn 6 năm nữa, 6 năm đời nữa quý anh chị nha. Nhưng mà phải nói là nếu mà tính là 6 năm thì anh chị đừng nghĩ coi, bây giờ 200 triệu anh chị bỏ ra một năm cái là tính ra là 30, ba mấy triệu. Nhưng không bằng cái tiền thuê xe một năm quý anh chị. Anh chị thấy không? Mình cũng phải tính cái bài tính cái hạch toán của mình, nhưng mà anh chị tính gì? Thử nghĩ á. Sau này anh chị chẳng hạn như là một năm tính ra anh chị mất có đúng có 10 triệu. Chưa bằng cái tiền thuê xe một tháng. Bây giờ anh chị thuê xe một tháng bây giờ bao tiền rồi đúng không? Sau này hết đời chán, anh chị cho vườn rẫy tất cả các anh chị chạy, hoặc là anh chị bán khác được mà. Tiếp tục để cho quý anh chị ngày hôm nay thì đây nữa này, một mẫu xe 7 chỗ ngồi quý anh chị. Em này thì 208 số tự động nha quý anh chị nha. Em nó được trang bị màn hình Android đầy đủ cho quý anh chị rồi. Và giá bán cho quý anh chị chỉ với 180 triệu quý anh chị. Em nó là Chevrolet Ivan, xe này phải nó thuộc cái diện là cọp đó quý anh chị nha. 7 chỗ ngồi quý anh chị. Nên anh chị quan tâm mẫu xe nào thì alo cho em Trung, thì quý anh chị đó phải nói là cũng tràn ngập những mẫu xe cho quý anh chị. Thì ngày hôm nay thì em Trung cũng chỉ có lên lướt sơ thôi quý anh chị nha. Đây, và đằng bên đây thì anh chị đã thấy một mẫu xe Hyundai Galaxy. Em nói là xe thể thao hai cửa quý anh chị, mà giá bán quý anh chị chỉ với 380 triệu đó quý anh chị nha. Thì những cái xe này hầu như là phải là xe chơi, mà đâm ra nó rất là đẹp quý anh chị. Trang bị màn hình Android này, nói chung là đầy đủ cho quý anh chị rồi. Cửa sổ trời em này nó bạt đủ đúng quý anh chị nhé. Và giá bán quý anh chị chỉ với 380 triệu. Em nói thì sinh năm 2009 đấy quý anh chị, không phải nó tràn ngập về mẫu xe. Rằng đây rằng bên trong đây thì em Trung đang còn một mẫu xe Toyota Altis 203, và giá chỉ với rất yêu cho quý anh chị. Cụm đèn rất mới nhé quý anh chị nha. Cổ máy của em nó vừa mới xịt nước thôi. Dần sơn thì phải nói là xe này chỉ có bụi dơ giấy quý anh chị. Em nó là 180 quý anh chị nha. Đây là rất đẹp. Sinh năm 2003, và giá bán quý anh chị chỉ với 145 triệu quý anh chị. Anh chị có quan tâm mẫu xe nào thì alo Trần Trung, và đặc biệt thêm nữa thì có những cái vài cái mẫu xe chẳng hạn như là anh chị chỉ với 230 triệu thôi, đó là anh chị đã sở hữu được một mẫu xe rồi. Phải nói là thị trường ô tô bây giờ quá rẻ quý anh chị, chỉ có 230 triệu thôi, đó là anh chị đã sở hữu được rồi. Đó thì cả xe tải đấy nhá quý anh chị nha. Thì thôi, cuối video thì em Trung chúc quý anh chị nhiều sức khỏe và luôn luôn thành công trong cuộc sống, và hẹn gặp lại quý anh chị những video tiếp theo nhá. Thì quý anh chị quan tâm mẫu xe nào thì chụp hình lại dùm cho em Trung. Đó thì thôi, cuối video thì một lần nữa em Trung lại chúc quý anh chị nhiều niềm vui nhá, và thành công trong cuộc sống.